Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 Tết Quý Mão, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng quà gia đình hộ nghèo và gia đình chính sách tại Ân Thi. Nhộn nhịp chợ hoa xuân ngày Tết. Các cấp công đoàn hỗ trợ gần 150 chuyến xe đưa người lao động về quê ăn Tết. Hàng hóa Tết dồi dào, sức mua tăng mạnh, giá cả khá ổn định. Đảm bảo cảnh quan đường phố, môi trường sạch đẹp dịp Tết Nguyên đán. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, ngày 19 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã về thăm và tặng quà cho các gia đình hộ nghèo và gia đình chính sách, người có công tại huyện Ân Thi. Cùng thăm và tặng quà có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng quà cho 65 hộ nghèo và các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Trong đó, xã Nguyễn Trãi có 30 suất và xã Tiền Phong 35 suất. Mỗi suất quà dành cho gia đình chính sách có trị giá là 2 triệu đồng, hộ nghèo là 1 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà và chúc các gia đình đón Tết Quý Mão vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gia đình người có công, thương bệnh binh và hộ nghèo trên địa bàn huyện. Sáng nay, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra các đơn vị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Kiểm tra các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cảnh sát cơ động và lực lượng quản lý trại giam, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa và kịp thời phát hiện những vấn đề về an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở các tuyến địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bố trí cán bộ chiến sĩ đủ quân số ứng trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Đem Tết an vui, đầy đủ đến cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội từ nhiều nguồn kinh phí, huyện Văn Lâm đã tổ chức tặng hàng nghìn suất quà trị giá gần 5 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngoài trao tặng trên 5.700 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh trị giá trên 4 tỷ đồng, huyện Văn Lâm tặng trên 2.600 suất quà cho các đối tượng, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn kinh phí của các quỹ cũng tổ chức tặng trên 600 suất quà trị giá trên 200 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các ngành đoàn thể của huyện cũng huy động xã hội hóa, vận động được nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm chăm lo, tặng quà Tết cho hàng ngàn đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán, huyện Văn Giang cũng đã trao trên 600 suất quà cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện. Ban vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ thiện tâm và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Giang cũng đã thăm tặng 340 suất quà Tết cho các hộ nghèo, 260 hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng. Ngoài ra, quỹ bảo trợ trẻ em huyện Văn Giang đã trích gần 63 triệu đồng để tặng 15 trẻ em khuyết tật của huyện đã học tại trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu, 110 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động trên là nghĩa cử cao đẹp, động viên những hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đón Tết ấm no, sum vầy. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm tổ chức gần 150 chuyến xe trị giá trên 2 tỷ đồng, đưa hơn 4.000 người lao động về quê đón Tết.
Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 70 triệu đồng hỗ trợ thuê xe đưa người lao động về quê ăn Tết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoya Classic Việt Nam 2 hỗ trợ 50 chuyến xe với số tiền là 450 triệu đồng. Các công ty như Pháp, Trung Sơn, Hòa Phát, Bao Bì Việt Hưng, Thái Dương đã tổ chức 82 xe trị giá trên 1,5 tỷ đồng, đưa đón gần 2.500 đoàn viên, người lao động làm việc tại huyện Văn Lâm về tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn ăn Tết. Đây là chương trình được tổ chức thường niên để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trở về quê đón cái Tết sum vầy với gia đình. Thực sự là cảm xúc của anh chị em thì nói chung là rất vui, không có gì là diễn tả được. Thì cũng xin cảm ơn công đoàn công ty tổ chức chuyến xe về quê cho anh chị em ăn Tết ạ. Công đoàn của tỉnh cũng như công đoàn các khu công nghiệp là rất quan tâm đến cán bộ công nhân viên. Thì đặc biệt là có cái chuyến xe ngay Tết thì bên công nhân là cũng rất khấn khởi. Cũng nhân dịp Tết Quý Mão, tối 28 Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp tổ chức bữa tiệc tất niên cho 143 gia đình ở lại khu nhà trọ không về quê ăn Tết, đồng thời trao tặng 143 suất quà cho các gia đình, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp ủy đảng, chính quyền, huyện Khoái Châu và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được đầy đủ, yên vui. Những ngày giáp Tết Quý Mão, gia đình bà Nguyễn Thị Ngỏ ở thôn Yên Vĩnh, xã Tạ Trạch vui mừng đón nhận 25 triệu đồng do huyện và xã hỗ trợ để sửa nhà. Ngôi nhà của vợ chồng bà Ngỏ được xây dựng cách đây 30 năm nên đã xuống cấp rột nát. Tuổi cao, sức yếu, điều kiện kinh tế khó khăn, ông bà không dám nghĩ đến việc xây mới mà chỉ mong sửa sang lại cho khang trang và an toàn hơn. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, niềm mong mỏi của gia đình ông bà đã trở thành hiện thực. Tôi rất là sung sướng, phấn khởi là coi như là đã coi như sửa được cái gian nhà cho nó sang quang lịch sự, thì coi như là kịp thời để đón xuân và ăn Tết trẻ thêm một tuổi nữa. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Khoái Châu đã phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn huyện ra soát lập danh sách cần hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động sự ủng hộ và tham gia của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp để mang đến cho các gia đình một mùa xuân ấm áp, vui vẻ và đầy ý nghĩa. Từ các nguồn lực và nguồn ngân sách của địa phương đã có trên 24.000 cá nhân, gia đình chính sách, người có công và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn chúc Tết, tặng quà Tết với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Mùa đông giá rét như này thì vết thương cũng là rất là đau. Thế nhưng mà được sự quan tâm để xoa dịu nỗi đau này từ chính quyền địa phương đối với những người có công như chúng tôi là rất là ấm áp. Với những hộ nghèo, hộ chính sách thì đối với địa phương thì quan tâm gần như là kín hết, không bỏ sót một trường hợp nào. Có như nào mức sức khả năng của địa phương thì cũng cấp hết cho các hộ đầy đủ. Chúng tôi cũng phối hợp với các cấp các ngành, nhất là đặc biệt là các doanh nghiệp, các công ty, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Khoái Châu để tiếp nhận các cái nguồn quà tặng từ các tổ chức cá nhân và tổ chức là các cái buổi để trao quà tới các hộ nghèo cũng như là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền huyện Khoái Châu và sự chung tay góp sức của toàn xã hội đã mang đến cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa. Chợ Hoa Xuân được thành phố Hưng Yên tổ chức tại phường Hiến Nam từ lâu đã trở thành hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm nay chợ Hoa Xuân thu hút đông đảo nhân dân tới tham quan và mua sắm, tận hưởng không khí Tết đang đến gần. Sau khi tham khảo các gian hàng, chị Đỗ Thị Hồng Vân, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên quyết định chọn một cây đào về trang trí tại nhà với giá trên 1 triệu đồng. Chị chia sẻ, năm nào gia đình cũng đến chợ hoa để chọn mua. Năm nay chợ hoa bày bán nhiều chủng loại hơn, màu sắc đẹp hơn và dù giá có cao hơn năm trước một chút, song rất dễ mua với mức giá từ vài trăm cho tới hàng chục triệu đồng. Chợ hoa xuân thì tôi cảm thấy là nó có thời gian dài hơn để cho mọi người chuẩn bị hơn. Hoa đa dạng hơn và phong phú hơn. Giá thì so với cả trước thì cao hơn một chút, nhưng mà cũng sẽ mua được.
Trên 20 năm bán hoa tại chợ Xuân, năm nay ông Xuân Ngọc Đỗ mang tới chợ hoa 800 cành và 500 gốc đào, 500 gốc quất. Thời điểm hiện tại, ông đã tiêu thụ được 2/3 tổng số cây, với giá dao động từ trên 100.000 đồng đến 10 triệu đồng, tùy từng chủng loại. Ông cho biết, đến chợ hoa vừa là để bán, vừa là để các nhà vườn học tập kinh nghiệm của nhau. Bởi sau mỗi năm, người trồng hoa cây cảnh lại rút ra được nhiều kinh nghiệm để chăm sóc, tạo cho cây có thế và hoa đẹp hơn. Chợ hoa năm nay so với mọi năm sẽ sớm hơn, từ 7 đến 10 ngày. Đây cũng là một điều thuận lợi đối với các cái chủ rạp hoa xuân, người bán hàng phấn khởi và người đi mua được quyền lựa chọn vì có thời gian nó thuận lợi hơn và dài hơn. Cây thì năm nay nó có đa dạng và tăng nhẹ so với những năm trước từ 15 cho đến 25%. Mỗi năm một lần vào dịp Tết Nguyên đán, phiên chợ đặc biệt này lại diễn ra, lưu giữ và quảng bá nét đẹp văn hóa, một thú vui tao nhã mỗi dịp xuân về của người dân thành phố Hưng Yên. Tết Quý Mão năm 2023, chợ được tổ chức từ ngày 10 tháng Chạp đến hết 30 Tết với tổng số trên 100 gian hàng. Nét đặc biệt của chợ hoa xuân là chỉ họp duy nhất một lần trong năm với nhiều loại hoa cây cảnh khác nhau như đào, quất, mai và các loại hoa lan, ly được các nhà vườn mang về chợ phục vụ thị hiếu của người dân. Xu hướng thì cái dòng đào công sở này, đào bonsai vẫn yêu chuộng. Giá cho thuê thì dao động từ khoảng tầm 1 triệu 6 đến tầm 2 triệu cho thuê. Bán luôn thì là tầm 2 triệu đến tầm 2 triệu rưỡi. Chợ hoa mình là rất nhiều. Gia đình nhà tôi cũng muốn lựa chọn lấy một cây đào hay cây mai để làm sao cho nó phù hợp với cả khung cảnh gia đình. Chợ hoa từ lâu đã trở thành nét đẹp đặc trưng, một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân thành phố Hưng Yên mỗi dịp Tết đến xuân về. Tới đây, du khách không chỉ mua hoa cây cảnh về chơi Tết mà còn cảm nhận không khí rực rỡ của ngày xuân, sự rộn ràng của những ngày giáp Tết, sẵn sàng chào đón năm mới Quý Mão 2023 đang đến gần. Hôm nay là ngày nghỉ Tết đầu tiên của các cơ quan và nhiều doanh nghiệp, do vậy hầu hết các chợ trong tỉnh đều có không khí tấp nập, nhộn nhịp. Mặc dù sức tiêu thụ tăng mạnh nhưng giá cả khá ổn định, phù hợp với nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tại một số các chợ lớn như chợ Phố Hiến, chợ Gạo, thành phố Hưng Yên, một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có sự biến động về giá so với ngày thường. Cụ thể, thịt bò các loại giá dao động từ 250 đến 300.000 đồng một kg, tôm có giá từ 400 đến 450.000 đồng một kg, tăng 40 đến 50.000 đồng một kg. Các loại rau xanh tăng khoảng 5.000 đồng tùy loại, như súp lơ 20.000 đồng một chiếc, rau cần, cải thảo có giá 20.000 đồng một kg, rau mùi, hành lá có giá 30.000 đồng một kg. Riêng giá thịt gà, thịt lợn gần như được giữ nguyên, ổn định. Cụ thể, gà có giá bán 130 đến 150.000 đồng một kg. Giá thịt lợn cũng dao động ở mức từ 100 đến 130.000 đồng một kg tùy loại. Ngoài ra ở thị trường, bánh, kẹo, nước giải khát, giỏ quà, giá cả vẫn ổn định như giỏ quà có giá trung bình từ 200 đến 500.000 đồng. Bia Heineken có giá 430.000 đồng một thùng, Coca-Cola có giá 190.000 đồng một thùng. Hôm nay là chiều 29 Tết thì tôi đi chợ thì thấy nguồn hàng rất là ổn định và phong phú. Mọi người đi mua tấp nập, chất lượng hàng hóa thì năm nay có vẻ như là còn đẹp và đẹp hơn các năm. Bên cạnh các sản phẩm dịch vụ viễn thông truyền thống, năm 2022, Mobifone Hưng Yên đã tham gia cung cấp sản phẩm số tại Hưng Yên và có doanh thu ở lĩnh vực này đạt tới 270%. Đây cũng là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số lớn nhất tại Hưng Yên. Công ty cổ phần dệt may Ý Linh ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ có trên 1.000 công nhân. Với thiết kế toàn nhà 3 tầng, mỗi tầng có diện tích rộng hàng ngàn mét vuông, nên doanh nghiệp đã lựa chọn Mobifone Hưng Yên là đơn vị cung cấp các giải pháp số hóa hệ thống phát thanh không dây để thông tin chỉ đạo sản xuất nhanh nhất đến toàn bộ 3 dây chuyền khi cần thiết. Với phần mềm và thiết bị radio số, người vận hành điều khiển hệ thống có thể lập chương trình và cho phát các nội dung theo yêu cầu từ điện thoại thông minh đến cùng lúc 3 tổ hoặc đến một tổ như thế này. Sau đây là chương trình đào tạo công nhân viên. Hiện nay các sản phẩm công nghệ hiện đại mang tính đột phá của thế giới đã được Mobifone Hưng Yên cung cấp đến các khách hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ các sản phẩm phục vụ công tác văn phòng như hợp đồng điện tử, chữ ký số đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo IA đang được khách hàng tin dùng. Mobifone đã xây dựng và quy hoạch các giải pháp công nghệ thông tin thành các bộ giải pháp chuyển đổi số giúp đồng hành cùng một doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Chúng tôi có các món giải pháp về du lịch thông minh, số hóa hệ thống thông tin cơ sở và camera an ninh.
Với sản phẩm camera báo cháy, Mobile Phone Hưng Yên đã có nhiều hợp đồng bởi sự tiện ích từ công nghệ mà thiết bị mang lại. Khác với sản phẩm truyền thống là đầu báo nhiệt và đầu báo khói, thiết bị chỉ báo khi đủ nhiệt và khói xâm nhập vào cảm biến. Sau 6 tháng sử dụng của hệ thống báo cháy sớm của bên Mobifone thì công ty đánh giá là cái mức độ hiệu quả của cái ứng dụng này rất là tốt, nó giảm thiểu được cái rủi ro tiềm tàng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Với hệ thống camera báo cháy, chỉ cần lượng khói nhỏ và một đốm lửa cũng đã được cảnh báo và gọi vào điện thoại của chủ nhân và kích hoạt hệ thống chữa cháy. Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, Mobile Phone Hưng Yên đã có doanh thu chuyển đổi số đạt trên 90 tỷ đồng, tăng trên 270% so với năm 2021. Đây cũng là hướng đi trong định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ số của đơn vị. Mục tiêu của Mobile Phone sẽ là giữ vững tất cả những sản phẩm truyền thống, đó là sản phẩm liên quan viễn thông và tập trung đẩy mạnh với lĩnh vực công nghệ thông tin, làm việc lĩnh vực chuyển đổi số. Chính vì thế cho nên là những cái sản phẩm liên quan chuyển đổi số được tập trung rất là mạnh, ví dụ như là văn phòng công giấy, tổng đài điện tử, tiền hành thông minh, các cái dịch vụ liên quan tới các cái sản phẩm AI, ví dụ như là cam cảnh báo cháy sớm. Ngoài ra thì năm 2023 thì đầu tư rất là mạnh mạng lưới 5G. Chuyển đổi số đang thay đổi các sản phẩm truyền thống trong đời sống xã hội, vừa là thách thức đồng thời cũng là vận hội để Mobile Phone Hưng Yên đạt doanh thu cao từ các sản phẩm dịch vụ mới này, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính phủ điện tử tại Hưng Yên. Những ngày giáp Tết là cao điểm nhu cầu giao dịch ngân hàng tăng đột biến, nhất là giao dịch rút tiền tại các cây ATM. Vì vậy các ngân hàng đã tăng cường tần suất tiếp quỹ trong những ngày cao điểm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nên không có tình trạng thiếu tiền kéo dài tại các cây ATM. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 220 máy ATM của 25 chi nhánh ngân hàng. Hàng năm đến dịp gần Tết là các máy ATM thường xảy ra tình trạng hết tiền hoặc gặp sự cố khiến nhiều khách hàng phải đi rất nhiều cây ATM mới có thể rút được tiền để chi tiêu mua sắm. Vì vậy các ngân hàng đã chuẩn bị lượng tiền mặt hợp lý, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu về tiền mặt cho khách hàng trước và trong dịp nghỉ Tết qua hệ thống ATM và các quầy trực giao dịch của các đơn vị, các chi nhánh và các bộ phận liên quan. Chúng tôi đã lên kế hoạch để đảm bảo cho ATM hoạt động thông suốt, cử cho những cán bộ trực và thường xuyên theo dõi khi máy có trục trặc cũng như hết tiền, là chúng tôi đã kịp thời tiếp tiền để đảm bảo cho cái người dân. Những cây mà hết tiền thì thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước thì ban quản lý ATM của chúng tôi luôn có kế hoạch, xây dựng kế hoạch là thực hiện chậm nhất là trong khoảng 2 tiếng đồng hồ là sẽ đáp ứng được cái nhu cầu để thực hiện việc cung cấp tiền vào cây ATM. Bên cạnh đó, các ngân hàng đã tăng cường tần suất tiếp quỹ trong những ngày cao điểm, kịp thời nắm bắt các sự cố phát sinh và xử lý sự cố, giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ của từng máy ATM, bố trí cán bộ trực theo dõi hoạt động của hệ thống ATM, đảm bảo tiếp quỹ, khắc phục các sự cố xảy ra. Xử lý nhanh các thắc mắc, yêu cầu, kiểm tra kiểm soát của khách hàng. Để giảm tải cho các cây ATM, các ngân hàng cũng đã khuyến cáo khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt như thanh toán thẻ, thanh toán bằng mã QR, thanh toán online trên các kênh số như Internet Banking, Mobile Banking, v.v. nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại các ATM. Tết Nguyên đán Quý Mão đang cận kề, cùng với hoạt động chỉnh trang đô thị, công tác thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường đang được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên tăng cường triển khai, giúp nhân dân vui xuân đón Tết trong môi trường sạch đẹp. Thời điểm này, các nhân viên của công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, cắt tỉa, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tại các không gian công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Cùng với nhu cầu đi lại, mua sắm, vui chơi ngày Tết tăng cao, lượng rác thải cũng tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Công ty đã sớm lên kế hoạch tăng cường phương tiện, nhân lực, tăng tần suất thu gom vận chuyển chất thải phát sinh trong suốt dịp Tết, đảm bảo vệ sinh môi trường, trả lại không gian sạch đẹp cho phố phường. Về kế hoạch phục vụ Tết thì công ty đã bố trí người lao động thực hiện là chỉnh trang đô thị, trang trí hoa, đặc biệt là vào đêm 30 và ngày 30 thì công ty bố trí 100% quân số để đảm bảo vệ sinh môi trường. Vào những ngày đầu năm công ty cũng bố trí lực lượng là anh em nghỉ luân phiên để vừa được đón Tết cùng gia đình và vừa đảm bảo sản xuất. Thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Ân Thi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
nhằm giảm thiểu những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Sau hơn một tháng ra quân, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến nay, Công an huyện Ân Thi đã thu hồi được 2 khẩu súng tự chế, 3 thanh kiếm và hơn 2 kg pháo cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác. Số lượng vũ khí này, Công an huyện Ân Thi đang lập hồ sơ bàn giao cho đơn vị chức năng để xử lý theo quy định. Cùng với công an các đơn vị trong toàn lực lượng, ngoài việc đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, hiện Công an huyện Ân Thi đang tăng cường công tác rà soát các đối tượng có tiền án tiền sử, các đối tượng nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có biện pháp quản lý nghiệp vụ, đồng thời kiên quyết đấu tranh xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí nguy hiểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.